Xin chào anh em, hôm nay tiếp tục gửi đến các anh em một kèo Aerob khá là hấp dẫn ở trên sàn OKX, Aerob trên sàn luôn các bạn nhé. Thì các bạn vào ví web 3 ở sàn OKX, các bạn nhìn phía dưới ở mục khám phá, các bạn tích vào đấy. Các bạn tắt cái thông báo của cái mục này đi. Thì các bạn vào cái mục tìm kiếm, thanh công cụ tìm kiếm ở trên đây, các bạn đánh cái chữ so long này này. Đây là một Aerob ở trên hệ sinh thái Sulala các bạn nhé. Ấn vào đây, kích vào so long. Đó, thì nó hỏi một số các cái quy tắc thì mình tích và tôi đồng ý và truy cập vào so long. Đây chính là cái giao diện của cái Aerob mà mình muốn nói đến, Aerob so long của hệ sinh thái Sulala. Thì đầu tiên các bạn phải connect cái ví của các bạn vào cái app này. Đó, các bạn ấn vào connect wallet này. Đó. Thì các bạn sẽ chọn là connect với ví OKX. Mình đang làm ở trên sàn OKX nên tiện tích luôn vào OKX ở đây. Đó. Nó sẽ hỏi các bạn cái mã giới thiệu. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cách nhập cái mã là UVKZGFE. Đó, sau khi mà các bạn nhập vào, các bạn ấn confirm. Confirm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Đó, thì nó sẽ báo là bạn đã connect với ví thành công, success này. Để có thể claim được cái đồng so long này thì các bạn ấn vào mục authorize ở đây. Đấy, kiếm 1000 point daily. Đấy, hàng ngày thì các bạn kích vào, nó yêu cầu bạn xác nhận lại cái ví của các bạn. Các bạn ấn xác nhận vào đây. Đó, sau đó thực hiện bước xác minh vân tay của bạn. Sau khi mà các bạn làm đầy đủ các bước đấy thì sẽ nhận được là 1000 point. 1000 point mỗi ngày. Thì ngày hôm sau thì các bạn sẽ vào lại ví web 3 và làm tuần tự lại đi tìm cái từ khóa so long. Lúc này thì nếu mà bạn nào mà đã connect ví rồi thì không cần các cái bước connect ví và nhập mã code giới thiệu nữa, và các bạn ấn vào authorize để nhận 1000 point mỗi ngày luôn. Cập nhật mới nhất cho những anh em nào mà muốn đang đào cái đồng so long ở trên sàn OKX thì bắt buộc trong ví web 3 của các bạn phải có tối thiểu là 0,1 đồng son. Thì đây, các bạn có thể vào đây để check xem này. Hôm nay thì mình đã phải lạc 0,1 son vào đấy để có thể kiếm được thêm 1000 point cái đồng so long. Thì các bạn phải làm thế nào? Đầu tiên các bạn phải copy cái địa chỉ ví này của sàn OKX của các bạn vào. Đó. Sau đó các bạn back lại. Đây là mình hướng dẫn cho bạn nào mà chưa có 0,1 son ở đây nhá. Không có sẵn son ở trong ví web 3 thì các bạn phải sang ví sàn giao dịch của các bạn. Đó, thì nếu các bạn có sẵn USDT ở đây thì các bạn có thể mua son thì các bạn phải để ở phần ví giao dịch nhé các bạn nhé. Ở đây có hai loại ví, ví funding và ví giao dịch. Hiện tại thì ví funding mình đang để USDT của mình trên ví funding. Thì các bạn phải chuyển tiền sang ví tài khoản giao dịch. Đấy, các bạn để khoảng 0,1 son, bây giờ nó rơi vào tầm 18 đô. Thì các bạn cứ để tầm khoảng 20 đô ra để làm phí gas nữa. Đó, các bạn để 20 đô ở đây. Đó, các bạn chuyển sang phần tài khoản giao dịch. Sau đó thì các bạn vào sàn giao dịch, các bạn mua son. Đấy, các bạn mua son ở đây. Các bạn mua theo số lượng là 20 đô la Mỹ thì các bạn sẽ mua được là 0,12 son. 0,12 son thì các bạn đủ dùng rồi. Đó. 0,12 son. Khi mà bạn nhận được son rồi ở phần ví giao dịch ở đây này. Đó. Thì các bạn sẽ chuyển về các bạn sẽ phải chuyển nó. Sang tài khoản ví funding, chuyển ngược lại. Đấy, chuyển ngược lại. Sau đó các bạn sẽ quay trở lại cái ví funding của các bạn. Các bạn mới lại chuyển cái son này. Rút tiền này. Rút tiền mã hóa trên ví sàn giao dịch địa chỉ OKX này. Đấy, sau các bạn sẽ chọn đồng son này trên chuỗi này. Các bạn copy cái địa chỉ ví vừa nãy mà ở trên ví web 3 các bạn ấy, xong là
chọn mạng thì mạng Son rồi. Nó báo là không, nó mất khoảng 0,06 đồng phí rút tiền đấy, 0,07, nó đâu đó tầm 1 đô. Đó, sau đó thì các bạn ấn chuyển thôi. Chọn bạn gửi bao nhiêu Son sau đấy. Mình cứ chọn tối đa vì lúc nãy mình cũng không lấy nhiều. Sau đó bạn ấn gửi. Đó, chỉ thế thôi. Là các bạn sẽ có sẵn Son ở trong. Funding, mình sẽ lại chuyển ngược lại để đi funding. Các bạn sẽ quay trở lại đây. Ví web 3, đấy khi nào bạn có được Son ở trong ví web 3 này rồi thì bạn mới tiếp tục claim cái đồng Solong được. Các bạn thử lại đi nhé.